Đấy, thì mình sẽ nhắc lên kiểm tra một chút. Đặt con ốc vào mà không thấy nó tụt xuống dưới thế này là tôi nghĩ là lệch đĩa rồi. Đó. Không có vấn đề gì hết. Hôm nay lấn sân mấy bác thợ điện tí nha. Đấy, cái này thì gọi là tôi hay tự làm của mình. Đấy, tôi hay tự làm của mình chứ. Cho nên là biết sơ sơ tí nên để chém tí, mong các bác đừng ném đá. Đó. Là chỉ biết sơ sơ tí thôi, các bạn ném đá nhiều sợ lắm, nhà to lắm rồi. Đó, ok vào rồi, nhon rồi các bạn ạ. À, nhon rồi. Đó. Lắc lắc qua tí con ốc tụt xuống thế là được. Đấy. À, nói chung là tiến hành set ốc thôi. Đó. Ốc này nó cũng trông thế này thôi, nó cũng không chặt lắm đâu. Tới tay đây các bạn nhé. Chặt quá mà đứt hai con ốc này mệt ốm. Nó dài như cái đũa vậy đấy. Nó cũng không cần chặt lắm đâu. Ở tay thì nó còn có cái tay công đo lực. Ở ta thì cái tay công đấy nói thẳng căng một câu là thuộc diện quý hiếm, không phải là xưởng nào cũng có. Chung quy lại là chúng ta là một tay, cái xếp theo một cái tay để tới tầm tầm thế là được thôi, chả có cái gì, chả có cái tay công chất keo đo lực gì cả, ta cứ làm một tay. Được không? Vậy thôi. Đấy. Nên là cái phần khung chính này mình đã vào xong. Đấy. Bạn nào mà cẩn thận thì gõ thêm vài cái này. Bạn thêm. Đấy. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là được. Ngon không? Ok. Vì sau khi mà xong cái phần này ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành lắp chổi than. Sẽ tiến hành lắp chổi than. Đây, chổi than ở đây. Đấy, thì cái này là chổi than thì nó rất là đơn giản này. Đấy, cần kéo lại lên này. Đấy, này tay giữ thành nó ra này, thả cái chổi vào, bỏ tay thế là xong. Đấy, sau đó bắt ốc vậy thôi, không có gì cả. Đấy, đơn giản vậy thôi. Ốc chổi than này các bạn bắt chú ý này, cái chổi mát này bắt thế nào cũng được, nhưng cái chổi dương này nhé, cái chổi dương phải chú ý các dây điện không được để cho chạm mát nhé. Đấy, dương chổi dương các bạn phải chú ý điều đó, còn chổi mát thì thế nào cũng được, chổi mát thì nó không quan trọng. Và cái chổi dương này nhớ chú ý là cái con ốc này nó phải bắt xuyên qua hai cái lá đồng nhé, lá đồng dưới và lá đồng trên, một lá đồng của bộ ruột này và lá đồng của chổi than. Đây, các bạn nhớ chú ý bắt chuyện kẹp hai cái vào nhau chứ bắt nó không chú ý là nó không quay đâu. Đấy, nó rất là đơn giản, nó chỉ có vậy thôi. Tôi lắp nhẹ nhẹ đi nhé, tôi không cần bật chặt nữa vì bộ này tháo cho các bạn xem thôi, tôi bỏ rồi. Thì, nhân tiện thì cũng tiến hành lắp luôn để cho các bạn ngang đường có phải sửa chữa gì hoặc là thích làm ở nhà tự làm này. Đây, thì có thể là xem qua cái này về cách tháo nắp mà nắp. Đây, cái chổi than đi đấy. Xong, cái
chỉ có vậy thôi, đơn giản đấy lắm. Rất là đơn giản. Ok rồi, sau khi lắp sổ than xong ấy, các bạn chú ý những cái dây điện đồng này này, những cái nào mà nó có sợi thò lên ấy, các bạn phải ấn nó xuống này để tránh chạm vào cái vỏ này nhé. Đấy, ấn nó xuống. À, một điều nữa, các bạn phải chú ý kiểm tra cái gioăng này. Ở đây nó có một cái gioăng cao su, các bạn phải chú ý kiểm tra cái gioăng này để khi nắp cái nắp này vào nó ngăn được nước nhé, đừng để nước vào nó sẽ hỏng rồi. Đấy, và chỉ vậy thôi. Về cái cục này nó rất là đơn giản, nó không phải là thần thánh gì đâu nhé. Mấy bác thợ điện bác ấy dọa ghê lắm, mình thì tháo hết chả làm sao. Tính điều sẵn trong người, cái gì cũng sửa cả hết. Đó, thế là đấy, sau đó chúng ta sẽ tiến hành lắp con chuột. Con chuột này thì nó rất là đơn giản như này. Rút cái ruột này ra, ta sẽ cài cái ruột này đi trước. Đó, sau đó bấm một chuột vào đây, ở cái choàng này bỏ luôn thì được. Đấy, nó vậy thôi. Thì là sau đó thì nó có mấy con ốc này. Đấy, nó có ba con ốc như này. Đấy, chúng ta sẽ xuyên vào đây. Lắp con chuột thì nó có một cái lưu ý duy nhất này. Đó là hai con ốc này nó song song như này. Đấy, nó song song như này nhé. Vì căn bản là nếu mà ví dụ bạn xoay ngược hướng như thế này, đây tôi nói ví dụ thôi để các bạn hiện dễ hình dung rồi. Bạn xoay lên lỗ như này, bạn vẫn có thể bắt được ốc, đúng không? Đấy, bạn vẫn có thể bắt được ốc vào. Đây, bạn xoay như này, bạn vẫn có thể bắt được ốc vào. Đấy, như thế này thì đến khi mình nắp vào lá đồng nó sẽ không vừa nữa. Đó, nó sẽ không vừa nữa. Các bạn chỉ cần lưu ý duy nhất này là xoay cái con hai con ốc nó song song như này, nó ngang với cái đề như này. Đó, thì ta sẽ tiến hành bắt ốc. Đấy, nó chỉ có một lưu ý duy nhất này thôi. Nhớ là cái dây dương này, dương ngoài này, cái dương nắp với bình ắc quy, vậy là cái dương trực tiếp. Đấy, cái này thì là nắp cái cọc này vào đây. Đấy, cái này nắp cọc vào với cái cọc này. Đấy, thế còn cái con ốc nhỏ này được lắp vào một cái dây đỏ sọc trắng, là cái dây dương từ dơ ne trên cabin qua khóa xuống, gọi là dây kích đề. Thì là nó chả biết các bạn họ gọi như nào, nhưng mà mỗi người một cái tên gọi, tôi gọi là dây dương kích đề. Đấy, là nó thì là có một cái loại đề nữa, thì nó có sẽ có một thêm một con dơ ne nằm dưới này. Thì con dơ ne đấy nó sẽ trợ thêm cho cái bộ này. Thì đây là cái loại, nói chung là nó tốn tiền hơn cái loại không có dơ ne tí. Nó đơn giản thì có thế thôi, chả có gì cả. Đây, giờ chúng ta sẽ lắp ba nóc nào, tiến hành vặn chặt các bạn. Quy trình đắp, tháo lắp một cái đề thì nó chỉ có thế này thôi. Nếu làm chuẩn ra, gọi là để mà bỏ ra mà xử lý hoặc bảo dưỡng ấy, thì cái quy trình này nó chỉ 30 phút cho một củ đề là tôi có thể làm xong. Đây là gọi là vừa làm vừa tìm đồ vừa diễn giải thôi, nhưng còn nếu mà đóng bạc thì nó sẽ mất lâu hơn, với cái thời gian mình đi làm bạc ấy. Làm bạc chắc là nếu làm củ đề nó sẽ mất tầm 2 tiếng. Lần trước tôi đóng là mất 2 tiếng, là bao gồm cả thời gian mình đi mình chạy bạc rồi mình và mình đóng vào. Đấy, dầu mỡ. Chứ còn bảo dưỡng thông thường không phải đóng bạc thì nó chỉ 30 phút thôi. Thì là một năm các bạn cố gắng nên làm lên một lần.
cho cái xe của mình nói vì căn bản là trong quá trình mình tháo ra đấy, thì mình sẽ biết được cái chất lượng của cái đề của mình nó như thế nào để tiến hành sửa chữa cho nó kịp thời, tránh những cái hỏng hóc lặng mất nhiều tiền. Đấy, thì cái đề này thì thông thường thì tôi hay làm vào trước khi vào đông. Đấy, với cái thời điểm mùa đông là máy nó sẽ rất là nặng. Đấy, các bạn hiểu nôm na là khi máy nặng thì là đề đòi hỏi là nếu không tốt thì buổi sáng dậy có khả năng là các bạn sẽ không đổ được máy. Vì vậy là riêng về phần đề này là tôi nghĩ sẽ bảo dưỡng vào tầm tháng 10 âm lịch. Đấy, tháng 10 âm lịch hàng năm là tôi sẽ làm một loạt đề. Đấy. Này dọn nhà để vui vui bỏ ra mình cho các bạn xem này. Nó cũng rất là đơn giản đấy các bạn nhé. Về cái phần điện xe ô tô này thì nó không khó đâu, tôi chỉ bu ở phần điện tự động, điện hộp đen thôi. Cái phần đấy thì thực ra mà nói ngày xưa thì nói thẳng căng luôn là không không được học. Cái thời ngày xưa, xe ngày xưa nó không có thứ nhất, xe bây giờ thì tất cả hộp đen này, ga điện ga đụng rồi, thì cái phần đấy thì nói thật là tôi ngu luôn, tôi chưa học, tôi chưa biết rõ về nó. Rồi, ok. Đó, nó lại trở về một cụ đèn bình thường. Tôi lắp vào không phải là trông hình dáng giống luôn nhé. Mà tôi khẳng định là nếu mà dùng là tôi khẳng định là tôi lắp vào là chạy được. Chứ không phải là lắp vào theo kiểu cho nó giống đâu. Xin chào các bạn nhé. Hẹn các bạn vào chương trình sau.